Hương, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với an ninh 24 giờ đến với bản tin ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây trong bản tin thời sự nóng nhất về biển Đông và sự ngâm cuồng của Trung Quốc cập nhật mới nhất hôm nay mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây thế giới bàng hoàng trước tài liệu Vũ Hán chưa từng công bố về đại dịch được rõ gì cả châu Âu dậy sóng trước yêu sách phi lý của Trung Quốc ở biển Đông Do gì tài liệu Vũ Hán chưa từng công bố về đại dịch COVID-19? Tài liệu mật vừa rò dị cho thấy những góc khuất về cách ứng phó dịch COVID-19 giai đoạn đầu bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, tâm dịch đầu tiên trên thế giới. Những con số bị giấu kín CNN đưa tin, trong một báo cáo đề tài liệu nội bộ cần giữ bí mật, giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc liệt kê 5.918 ca mắc COVID-19 mới, phân thành 3 loại, ca xác định qua xét nghiệm, ca xác định qua chẩn đoán lâm sàng và ca nghi nhiễm, ngày 10 tháng 2, gấp 2 lần so với số liệu báo cáo. Con số này chưa từng được tiết lộ đầy đủ vào thời điểm đó, con số chưa từng được tiết lộ này chỉ là một phần thông tin trong 117 trang tài liệu mật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC tỉnh Hồ Bắc vừa bị rò rỉ. Đến nay Trung Quốc vẫn bác bỏ cáo buộc của Mỹ và các nước phương Tây khác cho rằng Bắc Kinh cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch ở giai đoạn đầu bùng phát. Tài liệu từ tháng 10 năm 2019 cho đến tháng 4 năm nay cho thấy, giới chức địa phương ở Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới, đã chậm trễ trong việc xác định bệnh nhân COVID-19 do cơ chế xét nghiệm và công bố thông tin chưa hiệu quả. Một báo cáo vào đầu tháng 3 cho thấy, thời gian trung bình để giới chức y tế ở đây xác định một ca mắc COVID-19 kể từ khi người bệnh có các triệu chứng là 23,3 ngày. Giới chuyên gia cho rằng, khoảng thời gian quá dài này đã gây trở ngại đáng kể cho công tác theo dõi và đối phó với đại dịch. Ngoài ra, các bộ xét nghiệm COVID-19 ở giai đoạn đầu cũng không hiệu quả. Nhiều xét nghiệm cho kết quả âm tính giả. Tài liệu cho biết, các xét nghiệm hồi cứu trên các mẫu ban đầu phát hiện ra rằng các mẫu ở bệnh âm tính do sử dụng bộ xét nghiệm SARS hầu hết đều dương tính với virus corona mới. Các công ty tư nhân ký hợp đồng với CDC đã sử dụng các chất ức chế lẫn nhau khi xét nghiệm dẫn đến kết quả âm tính giả. Dịch chồng dịch Ngày 1 tháng 12 đánh dấu tròn một năm kể từ khi xuất hiện thông tin về bệnh nhân đầu tiên ở Vũ Hán có các triệu chứng COVID-19. Theo tài liệu do dị, cùng thời điểm đó, Hồ Bắc cũng đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng y tế khác là dịch cúm, với số ca bệnh tăng 20 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Điều này gây thêm sức ép với hệ thống y tế đã căng tải của địa phương. Dịch cúm không chỉ xuất hiện ở Vũ Hán mà cũng đáng lo ngại ở các địa phương khác như Nghi Sương, Hàm Ninh. Tuy nhiên hiện chưa rõ tác động của dịch cúm đến đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Tài liệu trên bị dò dỉ trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục gây sức ép buộc Trung Quốc hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của COVID-19. Đại dịch đã khiến hơn 60 triệu người mắc bệnh, lấy đi sinh mạng của gần 1,5 triệu người trên thế giới. Đến nay, mức độ tiếp cận của các chuyên gia quốc tế với các dữ liệu y tế và dữ liệu thô ở tâm dịch Hồ Bắc vẫn còn khá hạn chế. WHO tuần trước cho biết, giới chức Trung Quốc đã cam kết cho phép các điều tra viên tiếp cận thực địa tâm dịch. Tài liệu Vũ Hán được những người làm việc trong ngành y tế của Trung Quốc tiết lộ. Tài liệu đã được 6 chuyên gia độc lập thẩm định nội dung. Một trong số các chuyên gia này có quan hệ thân cận với chính phủ Trung Quốc. Người này nói rằng đã nhìn thấy một vài trong số các báo cáo này trong quá trình nghiên cứu bí mật hồi đầu năm nay. Một số quan chức châu Âu nắm được nhiều tài liệu nội bộ của Trung Quốc cũng xác nhận tính xác thực của tài liệu trên. Bất chấp những cáo buộc của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn luôn lên tiếng bảo vệ cách ứng phó đại dịch. Trong một cuộc họp báo hôm 7 tháng 7, Hội đồng Quốc gia Trung Quốc đã công bố sách trắng, nói rằng chính phủ Trung Quốc luôn công bố thông tin liên quan đến đại dịch một cách kịp thời và minh bạch. Châu Âu dậy sóng trước yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước châu Âu ngày càng lên tiếng mạnh mẽ nhằm phản đối yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông dù không liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại vùng biển này. Trong năm nay, Anh, Pháp và Đức là ba trong số ít 9 quốc gia đã đưa ra tuyên bố nhằm bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông trong bối cảnh những lo ngại về chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc đã vượt ra ngoài phạm vi các nước láng giềng. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố rằng nước này có quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong cái gọi là đường chín đoạn bao trùm phần lớn diện tích Biển Đông. Mặc dù không liên quan tới bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào với Trung Quốc trên biển Đông, nhưng anh Pháp Đức hồi tháng 9 đã gửi công hàm chung phản đối yêu sách của Bắc Kinh lên Liên Hợp Quốc. Công hàm của ba nước châu Âu nêu rõ, yêu sách của Trung Quốc không tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy định của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, đồng thời nhấn mạnh rằng không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để các nước lục địa nhìn nhận các quần đảo và cấu trúc trên biển như một thực thể thống nhất. Mọi tuyên bố trên biển Đông cần được đưa ra và giải quyết một cách hòa bình theo đúng những nguyên tắc và luật lệ của UNCLOS tuyên bố của Anh Pháp Đức khẳng định. Liên minh châu Âu EU đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên hồi tháng 9. Hồi đầu tháng 9, Đức cũng cho thấy sự quan tâm của nước này đối với các vùng biển châu Á khi công bố chỉ dẫn chính sách dài 40 trang, trong đó khẳng định Đức đặt mục tiêu đóng góp tích cực vào việc định hình trật tự quốc tế tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mặc dù anh chưa có các động thái cụ thể như Pháp, Đức và vấn đề Brexit, anh rời khỏi EU cũng khiến cho mối quan hệ giữa nước này với khu vực trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tiếng nói ở Anh kêu gọi triển khai các tàu quân sự và giám sát các động thái ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Năm 2019, Pháp đã công bố tài liệu chiến lược khu vực, trong đó khẳng định sẽ củng cố vị thế của nước này tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, hợp tác để bảo vệ lợi ích chủ quyền và sự an toàn của công dân Pháp, đồng thời đóng góp tích cực vào sự ổn định quốc tế. Theo Nikkei, trong số 9 quốc gia lên tiếng từ đầu năm đến nay, Philippines, Việt Nam và Malaysia là những nước đầu tiên gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Indonesia, một quốc gia không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, hồi tháng 5 cũng gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc. Công hàm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông rõ ràng thiếu các cơ sở pháp lý quốc tế và Indonesia không bị ràng buộc bởi bất cứ tuyên bố chủ quyền nào trái với luật pháp quốc tế. Australia và Mỹ, hai nước không có tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc, đều gửi công hàm phản đối lập trường của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tuyên bố của hai nước đã lên án mạnh mẽ các yêu sách của Trung Quốc là phi pháp, không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 7 tuyên bố những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn trái pháp luật. Ông Joe Biden, người được xướng tên là Tổng thống đắc cử của Mỹ, cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của Washington về an ninh để đối phó với Trung Quốc. Các quốc gia châu Âu từ lâu vẫn hạn chế thể hiện lập trường cứng rắn trong vấn đề biển Đông do mối quan hệ kinh tế của các nước này với Trung Quốc cũng như khoảng cách về địa lý đối với vùng biển này. Tuy nhiên gần đây, các nước châu Âu bắt đầu gia tăng sức ép với Trung Quốc không chỉ về vấn đề biển Đông mà còn về sự minh bạch của Bắc Kinh trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng như luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Hồi tháng 8 năm 2019, EU từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp liên quan tới các hành vi trái phép của Trung Quốc. EU cho rằng các hành động đơn phương trên Biển Đông đã dẫn đến căng thẳng leo thang và gây tổn hại cho môi trường an ninh hàng hải, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế hòa bình của khu vực. Awani Irewati, nhà phân tích cấp cao tại Viện Khoa học Indonesia cho rằng, việc các nước ngày càng lo ngại về Trung Quốc có thể ngăn cản sáng kiến vành đai và con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh. Chuyên gia Irewati nhận định, việc nhiều nước không có tranh chấp trên biển với Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ sẽ kiềm chế Bắc Kinh hiệu quả hơn cả sức ép quân sự từ Mỹ. Theo Sarah Rain, chuyên gia tư vấn cấp cao về địa chính trị và chính sách tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, IISS, không có gì bất ngờ khi EU muốn tham gia vào vấn đề Biển Đông và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Asia Times dẫn lời bà Sarah nói, đó là kết quả tự nhiên của thực tế rằng tại châu Á, EU đã chán với việc bị xem là một đối tác thương mại và không liên quan tới các vấn đề chiến lược lớn của châu lục, dù EU có vai trò quan trọng ở đó. Nhà nghiên cứu cấp cao Simon Weijerman tại chương trình chuyển giao vũ khí và chi tiêu quân sự của tổ chức SIPRI của Thụy Điển cho rằng, EU đang cố gắng gia tăng đòn bẩy với Trung Quốc và Mỹ bằng cách chứng minh rằng khối này có vai trò quan trọng trong vùng biển tranh chấp. EU muốn chứng tỏ rằng họ vẫn hiện diện ở đó và vẫn có liên quan. Ba nước ra tuyên bố chung, Anh, Pháp, Đức có những lợi ích đặc biệt lớn trong khu vực. Họ có lợi ích thương mại. Nếu có vấn đề gì đó ở Biển Đông, các ngành công nghiệp tương ứng của châu Âu sẽ bị ảnh hưởng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của An ninh 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của An ninh 24 giờ.